001 cho đến 500, tức là 500. Và cũng giờ diễn ra hoạt động này cả 3 ngày đều như nhau, cần chơi nhé. Ok, các bạn đã sẵn sàng đến với lại chương trình lúc thăm dành cho 500 người đó sớm nhất chưa hả? Rồi. Ok, bây giờ xin được thông báo là tất cả các bạn ở các khu vực khác, là nếu như các bạn vẫn đang có những cái sticker cho mình, các bạn đang là những may mắn, một trong 500 người đầu tiên đã sớm nhất của sự kiện CDSO 2016 ngày thứ 2 của chúng tôi, thì các bạn trong quá trình trải nghiệm thì vẫn luôn lắng nghe theo dõi lỡ đâu đọc trúng con số may mắn của các bạn, hãy nhanh chóng tiến lên sân khấu trong vòng 3 nốt nhạc. Nếu như sau 3 lần gọi tên chúng ta không có mặt ở đây thì chúng tôi sẽ quyết định là hủy bỏ lá thăm và rút lại lá khác để ưu tiên cho những người đang có mặt tại sự kiện của chúng ta, đồng ý không ạ? Và một lý nữa, nếu như bạn là người trúng giải ở chương trình không may mắn dành cho 500 người đầu tiên này thì chúng ta sẽ không nhận được tham gia chương trình quay số may mắn hoặc là rút thăm trúng thưởng khác trong chương trình của chúng tôi. Điều này để làm gì? Để đảm bảo công bằng cho tất cả chúng ta, xác suất nhận giải là như nhau. Nếu như ngày hôm nay bạn may mắn mà nhận được cái chiếc điện thoại rồi, với lại là cái bộ đôi, cái sản phẩm đó là chiếc máy chơi game này rồi, và ngày mai bạn lại tiếp tục nhận nữa, thì sẽ có người nhận được 2 lần và có những người khác không nhận được lần nào. Cho nên nếu như người đã trúng giải thì sẽ không được tham gia chương trình rút thăm vào quay số may mắn. Máy chơi game PlayStation 4 cho nên với giải thưởng nào mà có trị giá trên 10 triệu đồng, người trúng giải sẽ có trách nhiệm tự đóng thuế thu nhập cá nhân, đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Có 10% thôi, trời ơi, rồi tiếp tục nhá. Bây giờ cái phần này show cho các bạn xem thử nè. Đây là những con phiếu, những con số thứ tự từ 001 đến 500 là con số rất là thú vị ở đây đấy. Mình lắc thằng mạnh lên nè, nhớ gì cái lắc là đúng rồi, mạnh lực liên cuồng lên. Ừ rồi, ok đây. Nghiêng xíu cho các bạn nhìn thấy con số của mình, bóc số máy nè. Nghiêng lên rồi, ok, mở cửa nha, mở nó. Không chịu đau luôn. Bây giờ lấy lá nào, bỏ đây một lá nha. Bỏ đây một lá, bỏ đây một lá. Lát, trong này chắc chắn là một con số rồi, không thể nào khác, đúng không ạ? Ok, con số là số mấy? Các bạn nhớ số của mình hết chưa? Sẵn sàng giấy chứng minh nhân dân chưa? Ok. Và con số là... Oh man. Đây là một dưới 300 đâu. Xin chúc mừng các bạn, con số này nằm trong phạm vi đó, dưới 300. Tiếp theo, những bạn nào đang sở hữu con số của mình là con số chẳng đâu, từ 001 cho tới 299 là con số chẳng có mà. Xin chia buồn với các bạn, này là con số lẻ. Dạ, một nửa ra đi ha. Rồi, bây giờ con số này có tổng các chữ số cộng lại bằng 11. Con số này là con số lẻ, con số này dưới 300. Với 3 dữ kiện đó, các bạn đã biết được con số mấy chưa? Số mấy? Bây giờ những ai mà đang có con số trên tay của mình cộng lại là 11 nè, à, khoái lắm. Thời ơi, xé đi người ta dưới lên vấn còn đâu. Và con số này xin được chúc mừng những... Xin được chúc mừng con số may mắn của chúng tôi ngày hôm nay dành cho 500 người đến đầu tiên, đó chính là 155. Bước thứ hai, kiểm tra xem là con số này có trùng với sticker mà bạn đang có hay không. 155 trùng rồi. Bước tiếp theo là gì ạ? Kiểm tra xem bạn ấy có giấy tờ tùy thân hay không để chứng minh bạn ấy là người trúng giải. Tôi lựa cái không giống, tại vì biết sao, đây là đầu đinh nè, còn đây là tóc dài nè, nhưng mà ở ngoài có đeo kiếm nè,
trong chứng minh không có điều kiện đó, không hai người khác nhau hoàn toàn đúng không? Thứ ba nữa là gì? Ở ngoài đẹp trai hơn nè, chứng minh dân xấu hơn là tính sao? Bây giờ sao vậy quý vị? Bỏ đi. Sao vậy hả? Bẻ đi. Bỏ chứ mà dân vô trong bóp đi. Dạ giải. Chúc mừng bạn. Người chúc giải chúng ta là Đạo Lộc, có tên tôi quên đọc có tên tôi nhìn nhật gì đó. Người chúc giải là Nguyễn Xuân Nhật, đến từ Thừa Thiên Huế và hiện tại đấy đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ không đọc địa chỉ đâu nha, để các bạn có công việc có lợi làm phiền người ta. Rồi ok. Đây bộ đôi chiếc điện thoại Xperia X và máy chơi game PlayStation 4 đã thuộc về người may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, cái này mới là quan trọng nè. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ tôi sẽ cầm giùm bạn cái này. Bạn cầm cái máy này. Bây giờ mình gọi là mình thấp hỏng luôn, đồng ý không ạ? Mình mở nhẹ cái luôn được không? Để cho mọi người ta vui chung luôn. Rồi, bắt đầu. Mở luôn. Tháo ra. Mà thôi, cũng quá biết mở sao luôn rồi. Thôi. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào rồi? À, cảm giác của mình rất là sung sướng. Bạn đi chung với ai? À, mình đi có một mình. Một mình luôn, rồi ai đứng ngoài giờ tiếp? Ai rinh quà về hộ cho anh? À, chắc là tự rinh hả? À. Tự rinh luôn, ai ra đây có bạn nữ là riêng mình không ạ? Có bạn nữ là riêng mình không ạ? Chẳng phải ông bỏ đi, ông là nam mà. Rồi. Phải mở lâu quá, ok, đơn kia mở đi, ok, cảm ơn mở rất là nhiều. Bây giờ, cầm cái này, cộng với lại PS4 đứng gần bạn ấy đi nha. Chụp một bức ảnh thiệt là đẹp. Rồi, ok. Đây, chúc mừng bạn liên hệ với lại bạn đầu tiên rồi, để lại thông tin và nhớ là đóng thuế thu nhập cá nhân nha. Cái thôi mình xin 10 triệu. Ok. Đó là phần đầu tiên của chúng tôi. Bây giờ